À, rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mô tô cũ ha. Hôm nay thì mình sẽ tổng hợp những cái dòng mô tô giá rẻ nhất tại cửa hàng nhé. Những dòng xe trên này thì có phân khúc từ 125 đến 300 cc. Đấy, thì phân khúc trên này thì nói chung là giá mềm ha, giá mềm nhất tại cửa hàng. Có chiếc thì từ 10 triệu này, 12, 15 hoặc là những dòng xe từ 40 triệu trở xuống anh em nhé. Còn những cái mẫu xe 150 mẫu Sport này thì cửa hàng vẫn đang giảm 2 triệu ha, 2 triệu một chiếc luôn anh em nhé. Thì cái mẫu Sport thì có R15 với SGX CBR thì những cái video sau thì mình cập nhật sau nhé. Hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu xe giá mềm nhất thôi. Đầy đủ phân khúc như là kiểu cổ điển này, kiểu cổ điển thì và kiểu đời mới đều có luôn. Hôm nay thì mình sẽ đi riêng về cái mẫu giá nhẹ nhất tại cửa hàng đi ha. Bên này thì mình sẽ đi cái hàng bên này trước nhé. Đó. Ở đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chí nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chí là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng thì mình có ghi trên màn hình, anh em quan tâm inbox ngay số Zalo nhé. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lần lượt nhé, lần lượt để cho anh em xem nó rẻ hơn nhé. Rồi chiếc đầu tiên là một mẫu xe của Trung Quốc nhé, mẫu xe này thì hôm nay cũng đang giảm luôn đấy. Chiếc này là chiếc Vento 150 kiểu dáng cruiser đấy, kiểu dáng cổ điển anh em nhé. Chiếc này thì giá hôm nay chỉ giảm còn có 18 triệu thôi đó, 18 triệu, con này biển 51 luôn và biển Sài Gòn nhá, 18 triệu nhá, cho anh em nào mà trải nghiệm. Có thể là số lượng xe rất là nhiều nên mình sẽ lướt nhanh để không quá mất quá nhiều cái thời gian của anh em ha. Số lượng xe cực kỳ nhiều luôn, có thể là mình thấy đầu xe cửa hàng thì em thấy ra là rất là nhiều luôn. Rồi bên này có chiếc thêm một chiếc Demon ha, Demon hôm nay cũng giảm luôn. Demon thì một cái đời này cũng khá là cao này, hình như là 2019, 2018, 2020 gì đó. Con này thì tại mất cái bảng giá ha, vẫn ghi tên thông tin đây rồi. Mà con này thì biển 72 này, chỉ có 14 triệu thôi anh em nhé. 150 mẫu hãng Gabix của Thái Lan luôn nhé. Đó, 14 triệu cho anh em nào muốn trải nghiệm nhé. Xe là zin toàn tập luôn, máy móc zin, bô zin, đuôi zin luôn anh em nhé. Đó, rất là mềm luôn. Còn cái bên này thì mình có cái mẫu MX 125 nữa anh em này. MX 125 thì hôm nay cũng đang giảm luôn. Hầu như là mình thấy là hầu như là tất cả các dòng xe đều giảm anh em ạ. Chiếc này thì hôm nay chỉ còn 23 triệu thôi anh em này, 23 triệu. Con này thì biển số 93 Bình Phước 2018 nhé. Đây là một cái mẫu xe 125 mini thôi. Có lên một cái bô này với bát đút gầm. Máy móc là zin nguyên bản nhé. Mẫu này xe này 23 triệu thì vẫn bao rút hồ sơ cho anh em về ra tên nhé. Ở chiếc bên này thì cũng là mẫu MX 125. Chiếc này hôm nay chỉ còn 24 triệu thôi. Con này đang rút hồ sơ luôn rồi, 24 triệu nhé, 2019. Đó. Giá cũ là 26 này, giảm còn 24 triệu anh em nhé, 24 triệu thôi. Đấy. Anh em nào đang đam mê mô tô, nếu mà kinh tế ít hoặc là người nhỏ con thì mình nghĩ là cái con MX này thì một cái con lựa chọn rất là hợp lý này. Máy móc của Thái này mà rất là bền và rất là êm. Máy nằm ngang có giống mẫu phu chờ anh em. Bảo dưỡng bảo trì rất là dễ dàng. Đó. Ở chiếc tiếp theo con này thì biển 68 này, cái mẫu này 2016 anh em này. Cái bô chiêu á, bô chiêu đèn tròn là đời 2016, đời đời trước á, đời đầu luôn. Con này thì giá có 16 triệu thôi, những cái mẫu xe mà dưới 20 triệu cửa hàng sẽ không bao rút hồ sơ anh em nhé. Đó, 16 triệu nè, máy móc là zin và đầu đèn zin, con này có lên cái ghi đông thôi. Còn kế bên này thì mình sang đến cái mẫu này là mẫu Kimco 50cc, dành cho các bạn học sinh này, chỉ có 50cc thôi, xe zin nguyên bản nhé. Thiết kế giống kiểu cầu cào á, con này biển 65 và giá hôm nay đang giảm cho còn 8 triệu thôi anh em nhé. 8 triệu xe zin nguyên bản luôn. Đó. Nói chung là xe rất là nhiều để rất là chật nên mình có thể là mình sẽ lướt nhanh, còn anh em chi tiết hơn thì mình cứ inbox trực tiếp cho số Zalo cửa hàng sẽ gửi thông tin chi tiết xe cho anh em nhé. Rồi bên này thì cũng có một chiếc kiểu dáng classic, con này là chiếc Work 125 của hãng SQM nhé. Đó, kiểu dáng classic này. Đấy, và giá cũng rất là mềm anh em nhé, của biển Sài Gòn 215 và con này hôm nay còn 15 triệu thôi. Đấy, 15 triệu anh em nhé. Còn chiếc tiếp theo, con bên này thì một chiếc Henrik Corder 150. Đó. Chiếc này là 150cc. Đó. Con này thì là của hãng Bentley đời đầu luôn. Hôm nay giảm còn 11 triệu thôi nha, 11 triệu thôi cho một chiếc 150cc. Đấy.
anh em quan tâm inbox ngay nhá. Đấy. Rồi. Sáng hôm nay cũng là mẫu xe Trung Quốc luôn. Nói chung là mẫu xe Trung Quốc thì mình sẽ báo luôn cho anh em Trung Quốc để cho anh em dễ lựa chọn nhá. Chiếc này là Rebel 125 xe Trung Quốc ha. Con này thì động cơ hai máy này. Tiếng máy của mẫu này thì rất là hay luôn. Đó. Rất là hay luôn nha nhá. Đó, động cơ hai máy, hai đĩa trước phục upside down. Và giá cũng rất là mềm thôi, biển 59 biển Sài Gòn, và con này hôm nay giảm còn 11 triệu anh em nhé. 11 triệu thôi, giá thì siêu mềm luôn. Anh em muốn trải nghiệm mô tô hai máy, tiếng máy nghe rất là hay thì có thể tham khảo mẫu này. Còn bên này thì cũng là mẫu Rebel 170, cũng là của Trung Quốc luôn. Hai cái mẫu này thì nó khá là giống nhau anh em này. Đó, của Trung Quốc luôn, và con này thì giá hôm nay cũng đang giảm còn 13 triệu thôi, 170cc nhé. Đấy, con này biển 70 Tây Ninh luôn. 2012. Đó. Cũng là hai máy, hai đĩa. Đó. Rồi, mình sang đến một cái mẫu nữa ha. Mẫu này là FZS150. FZS150 thì hôm nay cũng lại còn lại hai chiếc. Chiếc này thì nó cứng hơn. Chiếc này thì 2012, biển 62 Long An ha. Xe riêng toàn tập luôn, xe rất là cứng luôn. Chiếc màu vàng này xe rất là cứng luôn anh em nhé. Chính hãng của Yamaha. Con này thì hôm nay thì còn 13 triệu thôi. Đó, siêu rẻ cho anh em trải nghiệm một mẫu xe 150cc chính hãng ha. Còn sau này thì cũng là mẫu FZ luôn. Con này là FZS150. Con này thì nó xấu hơn con màu vàng này thì nên mà giá nó rẻ, mềm hơn nhá. Đó, mềm hơn chút xíu. Con này thì hôm nay giảm chỉ còn 11 triệu luôn anh em nhé. 11 triệu thôi. Đây anh em thấy là thấy đầu đèn con này thì nó không được đẹp lắm nhưng mà giá để cho anh em 11 thôi. Biển 68 nhá. Rồi, còn bên này thì mình sang đến mẫu FZ150i. FZ150i thì hôm nay thì về thêm một chiếc màu xanh nữa ha. Với lại chiếc màu trắng là còn hai chiếc này. Ở chiếc màu trắng này chỉ có 20 triệu thôi. Con này thì đang rút hồ sơ luôn rồi. 20 triệu 2015. À con này 2014 biển 68. Mà con này đang rút hồ sơ rồi. 20 triệu thôi anh em nhé. Đó. Xe hơi bị đế, hơi bị chật xíu nên anh em thông cảm nhé. Còn phía bên này thì cũng là FZ150i. Chiếc này thì chủ xe như là sơn lại dàn áo này. Đấy, sơn lại dàn áo em nhé. Bô đuôi là zin luôn. Biển 67 em nhé. Con này thì nhìn cũng khá là cứng xe. Con này thì 2015. Giá con này 17 triệu thôi. Những cái mẫu xe này thì cửa hàng sẽ không bao rút hồ sơ. Vì giá dưới 20 triệu là cửa hàng sẽ không bao hồ sơ rồi. Con này có 17 triệu thôi em nhé. Rồi. Rồi mình sang chiếc tiếp theo. Chỉ là chiếc R15V2. Chiếc R15V2 thì có lên một số cái món đồ chơi như là bắt biển số đút gầm này, lên bô này, rồi chống đổ đèn trợ sáng này. Đó, R15V2. Ôi mình sẽ cứ biết là con này đây giá đây anh em này. Biển số 48 và con này hôm nay để cho em giá là 22 triệu thôi anh em nhá. Đó, mẫu 22 triệu là vẫn bao hồ sơ cho anh em rồi. Đó. Rồi, mình sẽ đang sang chiếc tiếp theo. Đây là sang cái mẫu Classic cổ điển nè. Chiếc này là BX Tông 150 FI, con này biển 43 2018 và hôm nay giảm thì còn 26 triệu nha. 26 triệu cho một chiếc Classic cổ điển này. Đó, anh em nào đam mê có thể tham khảo mẫu này nhá. Anh em nào đam mê thích kỳ của dáng cổ điển thì có thể tham khảo một chiếc máy chiếc này này. Chiếc bên này thì có mẫu Suzuki GD110. Mẫu GD110 thì có chiếc này là biển 70 Tây Ninh. Có lên khá là nhiều đồ chơi như là bảo vệ tay thắng tay côn, gù nâng ghi đông này. Có lên chống đổ này. Và bên dưới này thì có lên thắng đĩa trước sau. Đó, máy móc là zin. Con này hôm nay để cho giá là 18 triệu thôi. Biển 70 Tây Ninh nhá. Máy móc zin. Đó. Rồi mình sẽ sang đến một chiếc tiếp theo. Chiếc này là chiếc Legend 150. Mẫu Legend 150 hiện tại cũng còn hai chiếc nhá. Đây là hai cái mẫu xe này thì vẫn là sử dụng bình xăng con. Đấy. Chiếc bên này là biển màu đen nhám này. 2018 biển 59 biển Sài Gòn. Và hôm nay đang để cho mấy giá là 28 triệu thôi. 28 triệu anh em nhá. Giảm siêu rẻ luôn. Rồi, bên này cũng là mẫu Legend luôn, chiếc bình xăng màu trắng này cũng là Legend nhá. Xe là zin nguyên bản biển 50 2020 và hôm nay đang để cho anh em với giá chỉ 30 triệu tròn luôn. 30 triệu anh em nhá. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ đi nhanh để anh em có thể là nắm được cái thông tin nhanh nhất nhá. Có thể là anh em cần chi tiết thì mình cứ inbox thôi, Zalo ha. Số lượng xe cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Rồi, chiếc bên này thì có mẫu Geleteman 200cc cũng là của hãng GBX luôn. Con này thì giá chỉ có 28 triệu nhá. Hôm trước là giá này 33, hôm nay giảm còn 28 triệu, giảm 2 lần, giảm 30, giờ là giảm tiếp là còn 28 nhá. Đó, xe máy móc zin vẫn bao hồ sơ cho anh em nhá, biển Sài Gòn.
28 triệu. Còn bên này thì mình sang một cái mẫu xe của hãng Kawasaki, đó là hãng Kawasaki W175. Mẫu W175 hôm nay thì mình thấy là còn lại 4 chiếc em nhé. Chiếc đầu tiên, chiếc này là biển 59, biển Sài Gòn 2019 này. Và giá con này hôm nay cũng đang giảm, chỉ còn 37 triệu thôi anh em nhé. Con này thì có độ lên như là đầu đèn LED này. Zin của nó không có đèn LED anh em nhé. Đã độ lên đầu đèn LED đó. In thì làm lại rồi, bình xăng sơn lại màu xám nhé. Và mâm, cặp mâm thì cũng lên cặp mâm lớn hơn này, bánh lớn hơn đó. Máy móc là con này vẫn zin nhé, 37 triệu thôi. Đấy, biển 59, biển Sài Gòn. Chiếc kế bên này thì cũng là mẫu W175, biển 93 Bình Phước 2018 à. Đó, con này thì hôm nay để cho em với giá là 48 triệu anh em này. Đấy, xe zin nguyên bản nhá, biển 93 Bình Phước. Rồi, mình sang đến chiếc tiếp theo. Chiếc này cũng là mẫu W175. Con này thì biển số 93 Bình Phước luôn, 2019 nhá. Con này thì hôm nay giảm chỉ còn 44 triệu thôi anh em nhá. Đấy, 44 triệu thôi. Đó. Chiếc tiếp theo cũng là mẫu W175. Hôm nay thì con này định giảm còn 43 triệu này. Con này 2019 biển 60 Đồng Nai. Con này thì có lên thêm chống đổ với đèn chở sáng thôi anh em nhé. Máy móc là vẫn zin. Máy chiếc này thì vẫn bao rút hồ sơ cho anh em nhé. Rồi phía bên này thì có MT15. MT15 thì hôm nay cũng về thêm được một vài mẫu nữa ha. Đây 2, 4 là 6 chiếc em nhé. 6 chiếc MT15. Chiếc đầu tiên, con này thì 2020 biển 47 này. Hôm nay đang giảm chỉ còn 2020 biển Sài Gòn, biển 59 nhé. Con này hôm nay đang giảm còn 45 triệu thôi anh em nhé. Đó, 45 triệu, xe là zin nguyên bản luôn. Đó, zin nguyên bản, mẫu xe này thì vẫn bao rút hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em nhé. Rồi, chiếc bên này cũng là mẫu MT15. MT15 thì chiếc này hôm nay cũng giảm chỉ còn 45 triệu thôi anh em nhé. Đợt này thì giảm rất là nhiều, mẫu xe giảm rất là rẻ anh em nhé. Xe zin nguyên bản ha. Đó, 2020, con này đang rút hồ sơ rồi, có 45 thôi. Rồi, chiếc kế bên này cũng là MT15 ha. Xe là cũng là xe zin luôn. Con này thì cũng là 2020 2019 đấy đó. Tại rớt cái bảng ha, bảng giá. Con này hôm nay cũng là còn 44 triệu thôi. Con này biển 67 em nhé. Đó, biển 67 luôn. Rồi, bên này thì cũng là MT15. Con này thì có lên thêm được một cặp thùng hông anh em này, cặp thùng hông nhá. Bô bỏng máy móc là zin luôn. Đó, hôm nay thì con này thì đăng ký 2021 biển 49 Lâm Đồng. Giá hôm nay để cho em giá là 48 triệu anh em nhé, biển Lâm Đồng luôn. Đó. Rồi ok, có thể là mình sẽ lướt hơi nhanh, anh em thông cảm nhé. Có thể là vì số lượng xe rất là nhiều, không lướt nhanh thì cái thời gian quay sẽ rất là lâu. Ở chiếc cái bên này thì biển số 59 biển Sài Gòn luôn. Chiếc bình xăng màu xanh này anh em nhé, biển Sài Gòn. Con này thì có lên ABS này, anh em thấy có lên ABS nhé. Cái mẫu này thì zin là nó không có ABS nhé. Lên ABS chắc cũng phải 6-7 triệu anh em nhé. Và giá hôm nay để cho em với giá chỉ có 53 triệu thôi. Biển 59 2020. Rồi mình sẽ ra ngoài để cập nhật một số cái mẫu xe bên kia nữa anh em. Đó, anh em thấy là số lượng xe mới trên lầu này cũng rất là nhiều dòng xe rồi. Chắc là trên 100 xe luôn anh em ạ. Rồi, bên này cũng là một chiếc bình xăng màu xanh này. Màu này đời cao, màu xanh nhám là đời cao anh em nhé. Đời này là 2022, biển 61. Và hôm nay để cho em giá là 48 triệu thôi. Có lên thêm như là một cây chống đổ thôi nhá. Còn đâu là xe zin nguyên bản luôn. Một cái mẫu xe cực kỳ ngầu luôn. Kiểu dáng thể thao rất là ngầu ha. Rồi bên này thì cũng là mẫu đây là Su GD110. Chiếc này biển 68 này. Như là con này 2018-2019 như này. Hôm nay để cho em giá là 17 triệu anh em nhá. Đó, xe máy móc zin cực kỳ êm luôn. Đó. Rồi, còn anh em nào đam mê T-Bix thì có thể tham khảo mẫu này. T-Bix 150. Mẫu này mới về, con này thì biển 60 Đồng Nai 2017 và con này thì giá chỉ có 31 triệu thôi. Máy móc zin vẫn bao rút hồ sơ cho anh em nhé. Máy móc zin, bô zin chỉ có lên mỗi cây bát đút gầm thôi. T-Bix 150 hôm nay thì về một chiếc thôi. Còn bên này thì có GZ150, GZ150A này. Chiếc này 2019 biển 60 Đồng Nai. 2019 nhá. Biển 60 Đồng Nai luôn. Mình sẽ xem con này thì nó ở đô bao nhiêu rồi ha. Giá bao nhiêu. Con này mới về nên mà sẽ không giảm giá này. Con này là 50 triệu 900 anh em nhé, 50 triệu thôi. Đó, giờ mới về ha. Rồi, còn phía bên này thì có dòng 302. Mẫu này là mẫu động cơ hai máy này, cho dành cho anh em nào mà đam mê phân khối lớn mà ít tiền thì có thể tham khảo mẫu này. Giá cũng rất là rẻ thôi. Chiếc đầu tiên,
Chiếc này 2017 này, biển 59, biển Sài Gòn. Chiếc này là bao tranh chấp cho anh em nhá. Bao tranh chấp là không rút hồ sơ. Đấy. Giá con này thì hôm nay đang giảm cho còn 33 triệu thôi. Một chiếc 300cc hai máy này, phục upside down hai đời trước này. Đó, dành cho anh em trải nghiệm nhá. 33 triệu thôi anh em nhá. Đó, rất là mềm luôn. Rồi, chiếc tiếp theo cũng là mẫu Bentley 302. À, chiếc này bình xăng màu vàng cam này, bô zin này, đuôi zin luôn. Đó, xe con này thì mình thấy là khá là cứng luôn anh em nhá. Đó. Rồi, chiếc này thì biển 69/2017 ha, giá hôm nay chỉ còn 43 triệu thôi, 43 triệu bao hồ sơ nhá. Một mẫu xe hai máy bây giờ còn hơn 40 triệu thôi. Đó, rất là đáng để trải nghiệm ha. Còn chiếc cái bên này cũng là Bentley 302. Chiếc xe bên này thì có mẫu CB190R. Thì hôm nay CB190R cũng đang giảm giá nhé. Hôm nay còn lại 3 chiếc thôi. Chiếc màu vàng này biển số 85 ha, 2017. Và con này hôm nay đang giảm cho còn 32 triệu thôi anh em nhé. Máy móc zin vẫn bao hồ sơ. Đấy, bao hồ sơ cho anh em nhé. Đấy, rồi bên này thì có chiếc CB190R màu đỏ này. Con này thì cũng có lên một cái bô với lại bảo vệ tay thắng này, tay côn này. Rồi lên đèn trở sáng nhé. Con này 2017 luôn, biển 70 Tây Ninh. Đó, biển 70 Tây Ninh thì giá hôm nay đang giảm chỉ còn 32 triệu thôi. Vẫn bao hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em nhé. Chiếc cái bên này chiếc thì một chiếc màu đen bóng này. Chiếc này thì là zin nguyên bản anh em nhé. À, chiếc này zin nguyên bản luôn. Và chiếc này thì hôm nay cũng đang giảm ha. Biển 59, biển Sài Gòn. 2017 luôn. Con này thì giá có 32 triệu thôi anh em nhé. Đó, 32 triệu thôi. Rồi mình sang đến chiếc tiếp theo. Chiếc này là chiếc Vision ha. Vision 155 của hãng Yamaha. Đó, Vision này thì chiếc này là 2019 á. Đó. Giá con này thì hôm nay đang rẻ cho em, giá là 36 triệu thôi anh em nhá. 36 triệu bao hồ sơ, xe là zin nguyên bản từ đầu đến chân. À, mẫu xe này thì anh em có thể tham khảo ha. Đi cũng khá là ổn định này, 155. Đó. Rồi, cái bên này cũng là mẫu Vision 155 luôn. Đó. Chiếc này thì cũng là xe zin nguyên bản nhá. À, chiếc này là màu xanh dương này, biển 61/2018 ha. Rồi, con này thì giá là 36 triệu luôn. À, hai con này đồng giá là 36 luôn anh em nhá. Đó. Rồi, xe bên này thì mình sang đến cái mẫu GX S150, một bản S này thì hôm nay còn lại 4 chiếc nữa anh em này. Đó. Chiếc đầu tiên, con này biển 66 nhá. Con này thì bô zin có lên cái giải chấn bùn sau thôi. 2020 biển 66, con này thì hôm nay đang giảm còn 26 triệu thôi anh em nhá. Đó, 26 triệu thôi. Đấy, xe máy móc zin vẫn được bảo hành và bao rút hồ sơ. Còn chiếc bên này thì chiếc này 2021 này đang rút hồ sơ rồi, xe là zin nguyên bản luôn, rất là đẹp anh em nhá, zin nguyên bản này. Và rất là đẹp luôn và giá chỉ còn 26 triệu luôn anh em nhá. Xe là zin nguyên bản nhá, màu xanh dương. Đấy. Rồi bên này thì cũng là một chiếc màu xanh luôn. Chiếc này cũng đang rút hồ sơ 2019 nhá. Và con này thì 24 triệu, con này thì hồ sơ có sẵn luôn rồi, 24 triệu anh em nhé. Đấy, 24 triệu thôi. Đó. Còn bên này thì có chiếc GX S150 màu đen nhám này. Con này biển 93 Bình Phước 2018. Con này hôm nay đang giảm sập sàn luôn. Còn 21 triệu thôi anh em ạ. 21 triệu vẫn bao hồ sơ, máy móc zin nguyên bản nhé. Đó, một mẫu xe chính hãng của Suzuki, máy móc mạnh và rất là bền luôn. Mà giá hôm nay chỉ còn 21 triệu thôi. Chiếc bên này thì có một số cái mẫu như Bandit 150. Hôm nay cũng còn lại như 2, 4, 6 chiếc luôn nha. Bandit 150. À, Bandit 150 thì chiếc đầu tiên, chiếc này biển 69 Cà Mau 2021 nhé. À, con này thì hôm nay đang giảm chỉ còn lại 32 triệu thôi. À, chiếc này là một chiếc mới về em này. Xe rất đẹp nhá, cứng cáp liền lạc, hầu như là xe là chưa có độ chế gì luôn á. Đó. Rồi, bên này thì có một chiếc đen bóng này. Đó, chiếc này thì rất đẹp anh em này, xe khá là mới luôn. Con này như là có đi khá là ít ạ. Đó, xe zin nguyên bản luôn. Hôm nay cũng đang giảm luôn. À, con này thì mới đi 3.000 cây thôi. Giá con này là 35 nhá, 35 triệu này. Xe lướt em nhá. Đó, con này rất là lướt luôn. Rồi, xe bên này thì có một chiếc tem màu sơn Repsol. À, chiếc này thì đang rút hồ sơ rồi. Con này thì giá có 30 triệu thôi anh em nhá. Đó, chiếc tem Repsol. Còn chiếc cái bên này thì có lên thêm cặp thùng hông này, cặp thùng hông ha. Đó. Và con này thì đăng ký 2019 nhá, biển số 47 và con này thì giá chỉ có 31 triệu thôi anh em nhá. Đấy, 31 triệu, rất là mềm luôn. Đó,
Có thể là xe để sát nhau anh em không thấy rõ thì mình cứ inbox trực tiếp cho số điện thoại cửa hàng. Cửa hàng sẽ gửi thông tin chi tiết xe, hình ảnh xe kỹ hơn nhé. Đấy. Rồi còn bên này thì cũng là chiếc Bandit luôn, chiếc này cũng rất là mềm anh em này. Chiếc này thì có lên một cái bộ Yoshimura, bộ đồ chơi nhé. Và giá chỉ còn lại 26 triệu thôi, 26 triệu biển 495 đồng nhé, 2019 luôn. 26 triệu máy móc là zin nguyên bản anh em nhé, 26 triệu thôi. Bảo rút hồ sơ, vẫn bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Chiếc tiếp theo cũng là chiếc Bandit 150 màu đen bóng này, có lên một cái bô đồ chơi đùi zin, con này cũng đang rút hồ sơ rồi, 2020 và giá hôm nay chỉ còn 25 triệu thôi. Đấy, hôm nay thì đợt này thì giảm sập sàn cho anh em luôn. Còn rất là nhiều các mẫu giảm giá khác thì anh em cần báo giá mẫu xe nào thì cứ comment bên dưới nhé. Ta mình sẽ làm video sau cập nhật báo giá sau. Hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu trên lầu này thôi. Bên này thì mình sẽ sang đến cái mẫu GZ150A. Đó, chiếc đầu tiên thì chiếc này là như 2019 2018 gì đó. Đó, con này thì mình rớt cái bảng giá. Chiếc này thì hôm nay cũng để cho em giá là 50 triệu anh em nhé. Đó 50 triệu, giá cũ là 52, hôm nay giảm còn 50 thôi. Con này biển là 60 Đồng Nai. Xe mới đấy anh em nhé. Đó. Rồi, chiếc kế bên này cũng là GZ150A. Chiếc này biển 43 2017 nhé. Hôm nay đồng giang đang giảm chỉ còn 45 triệu này, giá cũ là 47 nhé. Hôm nay giảm còn 45 triệu thôi. Đó. Con này thì như lên lên cái bô ha, luôn bô dài. Đó. Rồi, sang bên này thì cũng là GZ150A, biển số 65/2018 anh em này. Con này thì bô bọng là bô thì con này thì có lên cái bô đồ chơi à. Đó, thùng còn nguyên zin zin luôn ha, 2013 biển 65. Con này là rớt máy rồi anh em nhá, rớt máy rồi nhưng để cho anh em giá rất là mềm, 27 triệu thôi. Hôm trước là 29, hôm nay giảm còn 27 thôi anh em nhá. Đó, dàn ngoài thì mình thấy còn rất là đẹp thôi. Đó, dàn sơn si là hầu như là không có bong tróc gì luôn nhá. Đó. Con này thì chỉ rớt máy thôi, nhưng mà chỉ có 27 triệu thôi, máy móc rất êm luôn. Rồi, chiếc bên này thì cũng là GZ150A. 150A 2013, con này đang rút hồ sơ rồi, giá hôm nay cũng đang giảm chỉ còn 35 triệu thôi. Chiếc này thì mất cặp thùng sau, lên được cặp túi da anh em nhé. Đó. Rồi sang bên này tiếp theo cũng là GZ150A, con này thì biển 67/2019 nhé. Hôm nay đẩy cho em giá là 48 triệu thôi. Con này thì cũng lên cái bộ đồ chơi ha, mất cặp thùng rồi. Đó. Rồi 2019 nha. Rồi, ok, 48 triệu. Rồi trong đây cũng là GZ150A. Chiếc này thì đăng ký 2018 biển 67 và con này hôm nay để cho em giá là 46 triệu. Đấy, 2018 nhé. Còn GZ125 thì hôm nay cũng lại còn lại một chiếc nhá, biển 68 này. Biển 68 thì con này hôm nay để cho em giá là 20 triệu thôi em nhé. Đó 20 triệu thôi, biển 68 em nhé. Đó. Nói chung là số lượng xe rất là nhiều. Còn mẫu Sport thì hôm sau mình sẽ cập nhật sau nhé. Hôm nay thì cũng video cũng khá là dài rồi, cập nhật cũng rất là nhiều dòng xe rồi. Anh em mà cần thêm chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo ha. Đó. Giá cái mẫu xe của GSX-R này thì hôm nay đang giảm giá tầm khoảng là 24 đến 28 triệu thôi. Rất là nhiều mẫu xe. Anh em cần quan tâm mẫu nào thì có thể bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau cập nhật báo giá sau nhé. Hoặc anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương để xem xe. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp anh em nhé. Mọi chi tiết thắc mắc anh em có thể inbox trực tiếp cho số Zalo trên màn hình nhé. Rồi anh em đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review thêm các mẫu xe khác để anh em tham khảo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.